Quá trời cá chim rồi mọi người ơi. Trời ơi nhìn kìa, vô bầy cá chim khủng rồi mọi người. Kinh khủng chưa? Ủa nhảy xối xả luôn, hấp dẫn chưa? Món cá nướng sau góc vườn nhỏ có gom chả rất là thơm mộng luôn. Đấy, bỏ lên lá chuối mọi người. Đấy, tuyệt vời ha. Rồi, hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh miền Tây của mình nha. Hôm nay thì mình có dịp đi ra vô quê, cũng gần ở chỗ nhà mình mọi người. Ở đây người ta đang tắt đìa, cho nên là mình muốn quay để chia sẻ cho mọi người xem cái cách tắt đìa theo kiểu truyền thống hồi xưa nha. Đó, bây giờ rất là ít người tắt mà đìa lắm mọi người. Bây giờ người ta cũng không còn cá nhiều nữa đâu. Ở vùng này là dùng nước ngọt cho nên là người ta còn dùng cái cách mà tát đìa đó, mọi người cùng theo dõi nha. Chút xíu nữa bắt cá kéo cá là mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Rồi đây mọi người, các anh các chú đang chuẩn bị xuống để kéo cá trước, kéo trước một đợt rồi một chút khô nữa rồi mình mới xuống bắt sau nha. Nếu mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người xem cái cách tắt đìa truyền thống hồi xưa như thế nào. Thì hồi xưa thì mình cũng hay đi tắt đìa bắt cá hôi đâu mọi người. Đó, bây giờ rất là ít người tắt đìa lắm. Đây nè. Đó, đang chuẩn bị kéo rồi mọi người. Mình sẽ dùng lưới này kéo trước một đợt xong để bắt bớt cá, rồi xong rồi để khô mình mới bắt cá giống như truyền thống hồi xưa là mà xuống sình để mò cá mọi người. Rồi mọi người cùng theo dõi các anh kéo cá. Đó, cá chạy không có chơi kìa, cá chạy dưới đó mọi người. Đó, cá sống mọi người thấy không? Đó, vô lưới rồi, vô lưới rồi. Đó, quá trời cá luôn mọi người. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều cá ha. Cá vô lưới rất là nhiều luôn. Cái máy đang chạy hơi ồn nha mọi người. Quá trời cá mọi người. Quá trời cá chim rồi mọi người ơi. Trời ơi nhìn kìa, vô bầy cá chim khủng rồi mọi người. Kinh khủng chưa? Đang quay, đang quay. Quá trời ơi. Ô, bầy cá khủng mọi người. Vô, vô, vô bầy cá khủng mọi người. Cá này, cá chim, cá chim. Đó, mới kéo có một khúc mà mọi người, nửa đìa thôi à, còn nửa khúc đằng kia nữa. Rồi để mình tiến gần lại quay cho mọi người xem ha. Đây, đó, quá trời cá luôn mọi người. Vô bầy cá khủng rồi. Đó, con to to không kìa. Ồ. Cá chim rồi có cá tai tượng nữa mọi người. Cá dồ luôn, có cá dồ luôn. Cá phi nữa. Cá phi, cá dồ, cá tai tượng ha. Cá chim. Cái này là chim trắng mọi người, nhảy quá nhảy à kìa. Quá
quá trời nhảy à. Sao được, cá bự lại bán mặn rồi, con đổ ra kìa, cá dầu bự à. Ồ, cá cha quá trời bự à. Ké cá dầu khủng, cá dầu khủng. Con ai mua đâu. Hai sọt là một giỏ nè mọi người. Đây nè, cá chim nè, bên kia cá phi ha, cá dầu ha. Nhiều dữ lắm mọi người. Ê, một sọt mang vô nha. Còn dưới lưới nhiều lắm. Đó, quá trời cá. Đó, nó dậy kìa. Rồi, lọt ra ngoài luôn, lọt ra ngoài luôn. Ồ, lọt lại luôn. Phải kéo ngay cái loại cá chim bự chà bá kìa mới giữ. Đó, quá trời luôn. Trời ơi, nó bay lại kìa mọi người. Gớt lên, gớt xuống tùm lum hết trơn kìa. Nhiều lắm. Rồi, lại khiêng vô một quận nữa mọi người. Rất là nhiều luôn. Đằng kia là cái máy đang bơm nước ra để cho cái ao nó cạn đó mọi người. Đó, quá trời mọi người. tiếp tục bắt đợt 3 mọi người. Cái này chỉ kéo sơ qua thôi, sơ qua thì bắt mớ thôi, đến khô mình bắt những cái loại cá khác nữa mọi người. Đến khô thì mình bắt những cái loại như cá rô nè, cá lóc nè, đó, cá chê nè. Chứ kéo cái này thì mấy cái em cá đó là không dính mọi người. Cái này chỉ kéo được mấy em cá trắng thôi, rồi mấy em cá chim, cá phi rồi nè, cá dồ rồi nè. Đó, mọi người thấy thấy mơ chưa, quá trời cá ha. Nó phóng ngược lại. Đó, nó phóng kìa. Ôi, quá trời luôn rồi. Tung té luôn. Nhảy tùm lum hết trơn mọi người. Rồi, tiếp tục vô một chuyến nữa mọi người. Bây giờ là hình như là 3 chuyến, 4 chuyến rồi mọi người. Mới kéo một phút thôi, quá trời cá mà. Tiếp tục lên cá nữa mọi người. Ồ, nhảy xối xả luôn, hấp dẫn chưa? Đó. Ồ, quá trời nhảy luôn mọi người. Lại một lưới nữa đây mọi người. Chim trắng. Rồi. Giờ dèo đỡ đây ha. Ăn chút xíu nó bắt rồi mình quay tiếp cho mọi người xem ha. Rồi, chuẩn bị lên mẻ thứ hai mọi người. Mẻ này không nhiều bằng mẻ hồi nãy. Kéo rồi bỏ lưới ngang á, nó cũng chạy ngược lại mọi người. Này chắc cả 3 gỗ hết rồi. Ít.
Đó. Lưới này ít mọi người, cho nên chắc cũng có 3 gỗ ạ. 3 gỗ, 4 gỗ. Cá phi với cá lau kiến mọi người, cá lau kiến này to, đó cá lau kiến, nhìn cá lau kiến đẹp ha, cá cắn người á. Đây lại được một em cá, hai em cá lau kiến mọi người, ba em cá lau kiến, cá sấu này, to mập ú ha, đó lại lên một lưới nữa nè. Mình tính không có quay lưới này, mình sẵn thì quay tìm một lưới nữa cho mọi người xem luôn ha. Ồ, cái xá lắc cồn. Xá lắc cồn rất rộng, máy nút. Thì giọng giọng liền. Một em cái xá lắc cồn nữa ơi. Muốn thả phải giọng liền. Đúng rồi. Cá có nút rồi. Nó có cái nút ở trên người đó, cái đốm đó. Cái giò thả luôn gì đó. Cá bự vậy. Có một cá tai tượng rất là to mọi người, mà nó có cái quằn ở trên người của nó nè, mình thấy không? Đây nè, quằn của nó giống như là cá lăng hán mọi người. Rồi bây giờ là bắt đầu bắt cá nữa mọi người. Hồi nãy thì Linh có giới thiệu với mọi người là bắt cá theo kiểu truyền thống là mò sình bắt cá ha. Bây giờ thì có cái, nói chung là có một cái công nghệ thì nó gọi là xiệt, gọi là xiệt là kích cá mọi người, để bắt cho nó tiện hơn, để tại vì nhân công không có nhiều cho nên là không có mò sình như hồi xưa đó. Nên là bây giờ chỉ xiệt để cá nhoi lên là mình bắt thôi ha. Thì mọi người xem cách xiệt cá như thế nào ha. Rồi mấy anh đang xiệt mọi người. Đó, lên. Cá lóc, cá chê. Cá lóc hả? À, ba em cá lóc mọi người. Ngay góc này mới có cá lóc nhiều nè anh. Cá lóc hay chuối đây á. Đó, có không, có không? Đó, cá lóc. Đó, một em cá lóc nha mọi người. Lúc nãy đó là đã kéo cá trắng sơ qua rồi. Cá lóc, cá chê thì nó chuối ở dưới là kéo không có dính mọi người. Đó, lên em cá lóc này ha. Bây giờ chỉ còn cá lóc nè, cá rô nè, cá chê nè. Cũng thỉnh thoảng có thể có những con lương nữa mọi người. Những cái đìa sâu thì hay mình có con lương. Đó, cá lóc đó. Im. Đó, cá gô đó. Hụp hụp là cá gô đó. Lên. Chỗ lỗ ra anh, cái lỗ đó. Đi này xịn ít quá, chắc lương không có nhiều. Mà có cái xịt này nó cũng hơi, cái xịt này hơi yếu, nó không ấy. Đó, chơi. Chơi vàng ha. Chơi vàng. Chơi vàng giờ hiếm lắm mọi người.
cá dưới đây rất là nhiều, có khi cá chim trắng đâu này kia là hồi nãy là kéo hết rồi, cũng không còn nhiều đâu. Bây giờ chỉ còn những cá phi nè, cá lóc nè, cá rô nè, cá chê nè. Cá chim trắng nè, đó lú cái đuôi là cá chim trắng. Tuấn Cường, Tuấn Cường. Tuấn Cường. À. Đó. Cá phi rất là nhiều không ạ. Cái sẹt này yếu. Cái sức mạnh là chích là tê tê được à. Cá phi mạnh đạn nhất á, nếu chích chích nó ok là mấy cái kêu ok rồi. Đó. Thì để rút ngắn thời gian, chứ hồi xưa thì bắt theo kiểu truyền thống á, thì mò sình thì rất là lâu mọi người. Bây giờ thì có thì bưới công nghệ mới thì dùng cái kích cá đó, thì bắt nó mau hơn, mà nhân công cũng không nhiều. Hồi xưa chứ bắt mà nếu mà bắt sình á, thì rất là nhiều người để bắt ha. Còn bây giờ là kích cá thì mọi người thấy không, chỉ có hai người thôi. À trời ơi, em cá lóc khủng mọi người. Cá lóc tự nhiên nha mọi người, rất là to luôn. Đó. Mọi người xem kênh của Linh á, nếu có thích á thì nhớ nhấn like ha, chia sẻ video, đăng ký kênh. Thích cái nội dung tại trên kênh của Linh cũng có làm nhiều nội dung săn bắt cá nè, kích cá nè, săn bắt con này con kia. Thì mọi người thích cái săn bắt nào thì cứ bình luận, thì Linh sẽ thực hiện những cái clip săn bắt để đáp ứng theo nhu cầu của cô chú anh chị nha. Rồi. Ôi cá chơi quá trời to luôn mọi người. Ồ cá chơi. Tay không bắt cá chơi vàng. Ồ chơi vàng luôn, chơi vàng to mọi người. Rồi món cá nướng đã chín rồi nè mọi người. Xong thì mấy anh em chọn một số cá ngon để nướng làm nhâm nhi chơi ha. Đó, mọi người thấy cá nướng hấp dẫn chưa? Vàng ôm ha. Bây giờ lấy cá đi qua góc giường để làm xương xương lấy gai mọi người. Đó, cá hấp dẫn chưa? Rồi, đi qua cho mọi người. Vàng ôm ha. Đây mọi người, đó, món cá nướng hấp dẫn chưa? Vàng ôm luôn ha. Tuyệt vời mọi người. À, món cá nướng sau góc giường nhỏ có gom dạ rất là thơm mộng luôn. Đây, bỏ lên lá chuối mọi người. Đây, tuyệt vời ha. Đó, chén muối ớt. Theo hồi xưa là bây giờ là có rau cấp đó mọi người, nhưng mà giờ thì rau cấp nó không còn mọc nữa mọi người. Hồi xưa thì nướng cá ngoài đồng thì ăn đem theo chén muối ớt, rau thì có sẵn ngoài đồng. Bây giờ thì rau cấp nó không còn mọc nữa. Thấy con cá rô chà bá chưa? Chưa. Quá trời cá rô chà bá luôn. Cá rô tự nhiên mọi người. Con này thì cá rô giống nuôi nhưng mà mình ở đây là thả tự nhiên, không cho ăn nữa mọi người. Nó ngon hơn cá cho ăn thức ăn ha. Vô. Cái gì vàng nè. Nhổ, nhổ, nhổ anh em ơi, vô, vô anh em ơi. Cái gì vàng là gì nữa?
Rồi giờ mấy anh em ngồi nhâm nhi sản phẩm mới bắt dao lên mọi người. Trời để nó quay ra ba. Đó. Được các bạn ơi. Vô luôn. Rồi mời mọi người nha. Thôi clip của mình xin tạm dừng ở đây mọi người. Mọi người thấy clip thú vị đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Linh nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip săn bắt lần sau nha.